Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh âm thanh nội địa Sài Gòn. Mình tiếp tục giới thiệu đến em dàn nội địa Kenwood SK3. Thiết kế tông màu bạc, máy ốp nhôm và màn kính rất là sáng bóng. Loa màu gỗ, mỗi loa có ốp viền mạ bạc nhìn rất là sang trọng nha. Máy còn đẹp tầm khoảng 95%, hàng bãi về nguyên zin. Có loa đẹp góc cạnh, có lưới đầy đủ luôn. Dàn này có remote học chỉnh bass chép luôn nha, tăng chất lượng dàn máy lên, nghe rất là hay. Những dàn không chỉnh được thì nghe không có hay đâu. Chạy tốt CD, MD, có AUX nghe nhạc điện thoại, máy tính hoặc là mình đang kết nối USB Bluetooth nghe rất là tiện lợi. Chất âm rất là hay ha, mình test CD trước. Mình có remote học chỉnh được bass chép và chỉnh được các chức năng cơ bản như là chọn bài này nọ nha. Đây, volume. Đồm tiếng rất là sáng ha. Nhà nàng bên kia sông có trúc xinh đầu ngõ, có ao xinh trồng sen trắng sen hồng. Nhà tôi bên này sông gần trường học, hai đứa sớm chiều nàng đi về tôi đón đưa. Nhà nàng qua đò ngang có bên sông ngập nắng, có cây đa rậm che mát vai nàng. Một ngày kia làng tôi đang sống đợi yên vui, giặc tràn qua sông khói lửa mù khơi. Rồi tôi vào quân đội gian khổ ngập chiến trường, tình yêu đành chia phôi nỗi nhớ người mình thương. Hành quân về xóm nhỏ hoa hồng vừa mới nở, tượng hoa sen lúc xưa buồn răng kín chiều mưa. Từ ngày xa dòng sông lâu lắm. Mình tiếp AUX nhạc bằng điện thoại máy tính. Mình đang kết nối USB Bluetooth nha. Nhạc trên điện thoại này. Nhạc trên YouTube, chất lượng bình thường, không có gấp.
tiếp xong dàn nội địa Kenwood SC3. Bạn nào mua thì mình liên hệ mình 0981 333 246. Có remote kèm, chỉnh bass chép, chỉnh năng cơ bản nha. Cái âm rất là hay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.